đừng quay phim nè đó. Đây, ở đây là Isla Mujeres, Playa Norte. Không bay con drone được, tại vì vùng này dùng cấm bay, chả biết tại sao. Xui quá, đem drone ra qua tới đây mà vô dùng cấm bay. Nước cũng giống giống như bên Grand Cayman với lại Half Moon Key. Nước thì im re, biển thì im re. Em có quay phải không? Ai biết anh đưa. Bấm là nó có quay mà. Hả? Rồi. Xong rồi. Bà thì nó la lớn lên rồi quay phim mà mới mốt người ta biết hết rồi. Biển này mới mốt nó không còn màu giống vậy nữa, mệt lắm. Nhưng mà quá đẹp. Mà tại sao tôi không bay con drone tôi được ở đây là tôi đương bực. Đem con drone công trình đem từ bên bển qua tới đây là dùng này lại là dùng cấm bay. Nhưng mà tại sao người ta có bay được? Có thể nó bay từ ngoài biển nè. Con drone tới đây là bị dùng cấm bay. Nội cha đó.